Về đó giờ đầu tiên luôn á. Cái này là phải như là mình làm cái này thì mình coi mình đặt mình nhặt thấy nó ngậu rồi.
Lấy cái danh sách gia đồng là biết. Chụp hình nước ngoài, còn có cha có mẹ, mẹ đi bỏ, cha đi bỏ rồi. Mẹ đây đó. À, hôm trước có một Việt Kiều ẩn danh có gửi cho Thiện là 800 đô la Mỹ. Thì Thiện có mua 75 phần quà cho bà con nghèo. Thì mỗi phần quà này trị giá 230 ngàn. Thì cái số tiền còn dư lại trong cái số 800 đô này thì Thiện cũng có gửi tiền xăng dầu cho cái phương tiện mà mình nhờ người ta chở quà đi đó. Với lại tiền ăn uống cho các em, mấy đứa em của Thiện để đi tiếp phát quà cho bà con nghèo. Thì Thiện cũng phát chung cái đợt này 75 phần quà của cô bác Việt Kiều ẩn danh, thì cộng với 100 phần quà kia của dì Lan, dì Đen gửi về cho Thiện 2.300 đô đó, thì cộng chung lại mình phát tại một địa điểm luôn. Thì mình sẽ tách ra thành hai cái video để cô bác anh chị tiện theo dõi. Thank you.
À, vậy đó. Công chúa. Bây giờ đi từ ấp ngang xương dẫn trước nha. Ai có tên mình lên nhận. Không em đọc vừa đọc tên vừa lấy phiếu luôn. Vừa đọc tên vừa lấy phiếu luôn. Có tên đây nè, Thị Nấm. Nguyễn Thị Lộn. Ờ. Chị Lan. Còn có hỏi gì cho nó bây giờ có hiếu là có người nhận nhận 40 nhiều lắm. Chú Út đây. Nhận. Qua tiếp liền. Chú Út đây nè. Mình ra trực không có ý là mình ra sức ngoài nó dễ ra ngoài dễ cho người sau nó lên nữa để mình chen vô đây nữa. Danh sách đây có phiếu không? Phiếu đâu? Ủa, sao lấy tờ đi? Chị Miễu. Mắt đây. Chị Miễu đâu? Anh đọc đúng 4 người thôi nha. 4 người hả lên nữa. 4 dư rồi 7 dư rồi 7. 5 rồi 5 rồi. 5 năm cũng được đó. Quánh đánh ra hả? Quánh chết rồi, quánh đánh ra hả? Bà đây phía đây, bà qua đây luôn. Chưa còn người đó, chờ ông chú Hiếu đây. Thấy giờ mất Hiếu rồi. Kỳ chó, kỳ chó. Cấm, cấm mà nó hao rồi, cấm nó. Thị Xuân, Danh Hùng. Ơi, dân khúc rồi đó. Năm được rồi. Danh Hùng. Năm thôi, ra Út Xuân cái đi. Lê Thanh Hùng. Ô, cái dòng kia đem gà, đem gà nữa rồi. Danh Trẻ. Đứng ngay vị trí đi. Mua năm đâu? Năm nữa. Danh Trẻ. Đây. Danh Thọ. Chưa. Không có phần đâu mà sợ. Đứng đây. Chút xíu là im lại liền à. Rồi mình làm luôn nghe. Đi xíu. Đi hiên lại khẩn trương lên. Chưa bà. Rồi, nhận ngay qua đây.
Dân tiếp Dân quà. Dân quà. Cái mai quyền quà. Thị Thu Rồi bà con coi đủ 5 người là mình nhận nha. Thoáng vớt rồi đó, em rồi đó. Tên ấp nghe đẹp quá ha, ấp Thanh Ngọc. Trần đo hai. Tiếc tiếc. Mơm thơi nhé. Bà con nào chưa có thì cứ gì rồi đi. Đừng thêm cháu. Đừng chống đâu. Dân xuyên. Dân xuyên. Dân xuyên ở đây. Dân thượng. Dân thượng. Rồi đủ rồi đó. Rồi mời cái gì nhắn qua. Bả đặt tải nè, nó bật lại. Tiền 6. Để đây phải không? Thích đó này bấm kim lại đi nha. Ủa người nào? Ủa cái gì đây lại nó kìa. Lại. Có đi nào đi theo không? Đi thôi. Thôi mời mấy gì nhắn qua. Tới đấy nghe cho dễ nè.
rồi. Danh thượng Thị Lan. Thị Lan. Thị Lan đâu? Ba lên hết được rồi, ba đứng kẹt à. Còn nữa nó kêu lắm đây mình á. Danh Diện. Danh Diện. Đây vô đây. Đây nè, đây nè. Rồi sao? Rồi mai bao nhiêu nhóm qua? Năng lực. Lòng đào chứ, đào nó lộn nữa thì lộn theo không? Ta tưởng nó không hỏi. Rõ Thiên Dân. Danh Danh Lục. Danh Lục coi Danh Lục. Danh đức có không? Danh tân Hoàng Sơn. Thị bé. Dinh thép. Hoàng Sơn, Thị bé, Dinh thép. Nguyễn Thị Phượng. Rồi. Rồi mời bà con nhận. Rồi con tiếp tục là 50 phút sau.